5. Điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say. Sura Meraya Machapa Madathana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Nghĩa từng chữ. Sura nghĩa là rượu, bia, vân vân, là nhân sinh bạo dạn, liều lĩnh. Meraya nghĩa là chất say, gồm có chất say loại nước, thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân, làm cho say ngất ngưỡng, là chất gây nghiện, không biết tự chủ. Maya nghĩa là say sưa, say mê, ngất ngưỡng. Bamada là sự dễ vui, tức thất niệm trong mọi thiện pháp. Thana là nhân sinh. Veramani nghĩa là tác ý tránh xa. Sikha Padang điều giới, giới. Samadhi Yami nghĩa là con sinh thọ trì. Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp nói chung, cũng là nhân sinh sự bạo dạn, liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Chi pháp của điều giới uống rượu và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say hợp đủ 4 chi pháp. 1. Rượu, bia hoặc các chất say. Sura Mevá Giá Phá Vô. 2. Tâm muốn uống rượu, bia và các chất say. Bí Ví Tú Ca Má Ta. 3. Cố gắng uống rượu, bia hoặc các chất say. Bí Vá Năng. 4. Uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cổ. Mắt đá năng. Nếu người nào có đầy đủ 4 chi pháp này thì người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Nếu không đủ 4 chi pháp thì không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Giảng giải về sự uống rượu, bia và các chất say. Sura nghĩa là rượu, bia là một chất nước được làm bằng cơm, gạo, trái cây, vân vân. Mỗi khi uống rượu bia vào, say sưa, mất tự chủ, làm kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh. Không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý, mà lúc bình thường không dám tạo ác nghiệp như vậy. Rượu Sura có 5 loại. 1. Rượu bia được làm từ gạo, gạo tẻ, gạo nếp. 2. Rượu bia được làm từ cơm, như cơm rượu. 3. Rượu bia được làm từ các trái cây, như trái nho, táo, vân vân. 4. Rượu bia được làm từ bánh. 5. Rượu bia được làm từ các chất có men, vân vân. Meraya là chất say loại nước do ngâm các thứ trái cây, hoa lâu ngày trở thành chất say, thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân gây nghiện. Chất say loại nước có 5 loại. 1. Chất say do ngâm các loại hoa, vân vân lâu ngày. 2. Chất say do ngâm các loại trái cây lâu ngày. 3. Chất say do ngâm các trái nho lâu ngày. 4. Chất say do ngâm nước mía lâu ngày. 5. Chất say do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày. Mỗi khi người uống chất say vào, cảm thấy say sưa ngất ngưỡng, không còn biết mình, không còn tự chủ, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân là loại chất say rất nguy hiểm. Khi người nào dùng đến các loại ấy lâu ngày trở thành bệnh nghiện, rất khó từ bỏ. Mắt chá làm cho say có 2 loại. 1.
rượu bia và các chất say làm cho người uống say sưa, không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, dám làm mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý mà lúc bình thường không dám tạo ác nghiệp như vậy. 2. Người dùng thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, v.v. thành thói quen, trở nên nghiện rồi khó từ bỏ. Khi đến cơn nghiện làm cho người ấy không biết tự chủ, dám làm mọi tội lỗi mà không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Pamada nghĩa là sự dễ vui, thất niệm, quên mình trong mọi thiện pháp, đắm trong mọi ác pháp. Thana là nhân sinh, nguyên nhân. Nghĩa gom Sura, Meraya, Machapa, Madathana nghĩa là rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. Nghĩa toàn câu con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa uống rượu, bia và các chất say là nhân phát sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. 4. Hạng người dùng rượu. 1. Dùng rượu trộn trong thuốc, trong thực vật. 2. Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 3. Uống rượu bia để thưởng thức hương vị của rượu. 4. Uống rượu bia làm cho tâm trở nên bạo dạn liều lĩnh để tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Trong 4 trường hợp người dùng rượu này, hạng người nào phạm điều giới uống rượu và các chất say? Tạo ác nghiệp nhẹ, ác nghiệp nặng như thế nào? 1. Trường hợp thứ nhất, khi rượu được trộn trong thuốc để trị bệnh hoặc trộn trong vật thực, chất rượu hoàn toàn bị biến chất, không còn mùi rượu, không có khả năng làm say nữa. Nên người dùng thuốc ấy hoặc dùng vật thực ấy không phạm điều giới uống rượu và các chất say, không có tội. 2. Trường hợp thứ hai, dùng thuốc nước có pha với rượu để trị bệnh, tức còn có mùi rượu, có khả năng làm choáng váng chút đỉnh. Nếu người dùng biết rõ thuốc nước có rượu, nhưng với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị rượu, thì phạm điều giới uống rượu bia và các chất say, tạo ác nghiệp rất nhẹ. Nếu người dùng thuốc nước không biết rõ có rượu, chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác nghiệp. 3. Trường hợp thứ 3, người uống rượu để thưởng thức hương vị của rượu, bia rồi say túy lúy, hoàn toàn không còn biết gì nữa. Người ấy đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, vì say mê trong hương vị của rượu nên tạo ác nghiệp nặng. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, người thường uống rượu và các chất say, uống nhiều rượu và các chất say, uống nhiều lần, ác nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Người nào uống rượu và các chất say tạo ác nghiệp nhẹ, sau khi người ấy chết, ác nghiệp uống rượu và các chất say không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Nếu có đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả được tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người điên cuồng mất trí. Ummata Kassam Vattiko. 4. Trường hợp thứ 4, người uống rượu bia làm cho tâm trở nên bạo dạn, liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Như một người nào bình thường hay có tính nhút nhát, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, không dám làm mọi ác nghiệp. Nhưng một khi người ấy uống rượu bia và các chất say vào, làm kích thích, không còn biết tự chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, dám làm mọi ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói năng chửi rủa, gây gỗ lung tung, vân vân. Người nào đã phạm điều giới uống rượu bia và các chất say rồi tạo ác nghiệp nào, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì sinh trong cõi ác giới,
tức địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả khổ của ác nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Tính chất của điều giới uống rượu, bia và các chất say. Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đối với người tại gia cư sĩ và đối với bậc xuất gia tỳ khưu, sa di có tính chất nặng nhẹ khác nhau. Đối với hàng tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong ngũ giới, trong bát giới Upasatthasila, trong cựu giới Upasatthasila. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì người cận sự nam, cận sự nữ ấy xem như bị phạm ngũ giới, phạm bát giới, phạm cửu giới. Người cận sự nam, cận sự nữ ấy cần phải thọ trì ngũ giới, hoặc bát giới, hoặc cửu giới để cho mình là người có giới trở lại. Đối với vị sa di phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong sa di thập giới. Nếu vị sa di nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì vị sa di ấy bị mất phẩm hạnh sa di, không còn là sa di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y, nhưng nội tâm bên trong không còn phẩm hạnh sa di nữa. Biết mình bị phạm giới, mất phẩm hạnh sa di, vị sa di ấy cần phải đi đến hầu vị thầy tế độ hoặc một ngài trưởng lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì sa di thập giới trở lại. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo đúng theo luật xong, vị sa di ấy được phục hồi lại phẩm hạnh sa di như trước. Đối với vị tỳ khưu phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong 227 điều giới bổn của tỳ khưu. Nếu vị tỳ khưu nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì vị tỳ khưu ấy phạm điều giới pa chí ti giá. Vị tỳ khưu dù biết dù không biết rượu, bia và các chất say, khi uống vào khỏi cổ vẫn bị phạm điều giới pa chí ti giá. Đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy rồi, vị tỳ khưu cần phải tìm đến một vị tỳ khưu khác không uống rượu, bia và các chất say để làm lễ xin sám hối đúng theo nghi thức trong luật mà Đức Phật đã chế định, ban hành đến chư tỳ khưu. Sau khi sám hối xong, vị tỳ khưu ấy có giới trở lại. Một người thường uống rượu, bia và các chất say đã trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, nghiện thuốc lá, vân vân, không dễ dàng từ bỏ, bởi vì cảm thấy chưa biết no đủ, vẫn còn thèm khát mãi mãi. Đức Phật dạy trong kinh Atita Sutta có ba điều không biết no đủ, vẫn thèm muốn mãi mãi như sau: không biết no đủ trong sự nằm ngủ, không biết no đủ trong sự uống rượu và các chất say, không biết no đủ trong sự hành dâm. Thực ra, ba điều này thường phát sinh do phiền não tham muốn. Do tâm tham là nhân sinh khổ cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Sự uống rượu, bia và các chất say là một thói hư tật xấu. Do phiền não tham muốn là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, say mê trong mọi ác pháp, phát sinh các bệnh nan y. Người thiện trí có giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu và các chất say nữa. Hỏi: uống rượu, bia và các chất say thuộc về ác nghiệp nào trong 10 ác nghiệp? Đáp: 10 ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân, khẩu, ý. Thân ác nghiệp gọi thân hành ác có 3 loại: 1. Ác nghiệp sát sinh, 2. Ác nghiệp trộm cắp, 3. Ác nghiệp tà dâm,
Khẩu ác nghiệp gọi khẩu nói ác có 4 loại. 1. Ác nghiệp nói dối. 2. Ác nghiệp nói lời chia rẽ. 3. Ác nghiệp nói lời thô tục. 4. Ác nghiệp nói lời vô ích. Ý ác nghiệp gọi ý nghĩ ác có 3 loại. 1. Ác nghiệp nghĩ tham lam của người khác. 2. Ác nghiệp nghĩ thù hận người khác. 3. Ác nghiệp nghĩ tà kiến, thấy sai chấp lầm. Uống rượu bia và các chất say là một điều giới cấm trong ngũ giới, bát giới, Upasatthasila, cựu giới Upasatthasila, vân vân, mà trong 10 ác nghiệp này, uống rượu bia và các chất say không có tên gọi ác nghiệp riêng biệt như những ác nghiệp khác. Vì sao vậy? Vì uống rượu bia và các chất say chắc chắn thuộc về ác nghiệp, nhưng ác nghiệp này có tính chất bất định nên không có tên gọi ác nghiệp riêng biệt. Ác nghiệp uống rượu bia và các chất say này tùy thuộc vào ác nghiệp nào mà nó liên quan thì nó có tên gọi chung với ác nghiệp ấy. Xét trong những trường hợp sau. Trường hợp nào người phạm điều giới uống rượu bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm muốn thưởng thức vị của rượu bia hoặc chất say, rồi say túy lúy, hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say. Như vậy, người ấy phạm điều giới uống rượu bia và các chất say đã tạo ác nghiệp. Ác nghiệp này được ghép vào ác nghiệp tà dâm. Trong điều giới tà dâm có danh từ Kame Sumichachara là hành bất chánh trong ngũ dục, nghĩa là hành dâm bất chánh với người không phải là vợ, là chồng của mình. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Người phạm điều giới tà dâm để thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ dục trong thân của người khác. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm muốn thưởng thức vị, hương của chất rượu, bia hoặc chất say, cũng như người phạm điều giới tà dâm để thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ dục trong thân của người khác, tạo ác nghiệp tà dâm. Cho nên hai điều giới này có đối tượng tương tự với nhau. Vì vậy, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp. Ác nghiệp này được ghép chung vào ác nghiệp tà dâm. Trường hợp một người vốn có tính hay nhút nhát, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, không dám làm mọi ác nghiệp. Khi người ấy uống rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, chất rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si, người ấy không còn tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không còn biết hổ thẹn tội lỗi, không còn biết ghê sợ tội lỗi, dám tạo 10 ác nghiệp. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, rồi say mê không còn tự chủ, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác nghiệp nào, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say này được ghép chung với ác nghiệp ấy. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác nghiệp sát sinh, người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp sát sinh. Tương tự như vậy, nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp trộm cắp, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp trộm cắp. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp tà dâm, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp,
thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp tà dâm. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp nói dối, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp nói dối. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp, nói lời chia rẽ, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp nói lời chia rẽ. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp, nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp nói lời thô tục. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám tạo ác nghiệp, nói lời vô ích, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp này được ghép chung với ác nghiệp nói lời vô ích. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám nghĩ tham lam của cải của người khác, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp này được ghép chung với ác nghiệp tham lam của cải của người khác. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám nghĩ thù oán người khác, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp thù oán người khác. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh, rồi dám phát sinh tà kiến, thấy sai chấp lầm, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp tà kiến, thấy sai chấp lầm. Vì vậy, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân tạo 10 ác nghiệp, cho nên phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say tạo ác nghiệp thuộc về ác nghiệp bất định, nên không chế định ra ác nghiệp riêng biệt. Thật vậy, Ngài trưởng lão Ananda, lớp người hậu sinh, biên soạn bộ Mulatika, giảng giải về ác nghiệp của người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say rằng: Tassa savagattena micchacare upakaragattena dasasu pi kampa pathesu anuppaveso hoti. Nếu người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp này được ghép chung vào ác nghiệp tà dâm, bởi vì điều giới này có đối tượng tương tự như điều giới tà dâm. Và người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp này cũng được ghép chung vào trong 10 ác nghiệp. Bởi vì phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say này là nhân tạo 10 ác nghiệp.